Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách hồi sinh hoa lan, mau phát triển cây nhỏ, giúp chúng ta có được nhiều hoa hơn. Những cây hoa lan khi mua về bị thối, các bạn đừng vội bỏ đi. Chúng ta luôn có nhiều cách khác nhau để giúp cho cây mau phát triển và nhanh có được nhiều hoa hơn trong khu vườn. Các bạn cần kiểm tra lại rễ. Nếu những chiếc rễ còn khỏe mạnh thì chúng ta sẽ phục hồi cây nhỏ rất nhanh. Các bạn cần phải cắt bỏ phần này. Những chiếc rễ này còn rất xanh tốt. Sau đó các bạn cần rửa cho thật sạch. Sau đó các bạn sử dụng than củi giúp cây kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Và chúng ta xay nhuyễn ra. Các bạn có thể thay thế bằng bột than hoạt tính. Sau đó các bạn sử dụng 2 thìa nhỏ. Cho vào 1 lít nước. Các bạn đặt phần gốc hoa lan vào đây và chúng ta cho nước than này vào. Các bạn sẽ để trong thời gian 35 phút. Phần còn lại này các bạn sẽ khử khuẩn cho chất trồng. Sẽ giúp cho chúng ta khi trồng lại, cây sẽ không bị nhiễm nấm và phục hồi rất nhanh. Sau đó các bạn lấy cây ra. Các bạn sử dụng những viên sỏi nhỏ cho vào đáy chậu. Và chúng ta nên đặt chậu cây ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô và không được tưới quá nhiều nước. Dùng một ly nhựa đã có khoét những lỗ trên đây.
mình sẽ đậy lại. Cách làm này sẽ giúp cho cây nhỏ khi hồi sinh sẽ được bảo vệ tốt hơn. Và đây là kết quả. Sau 20 ngày tiếp theo, cây nhỏ đã được hồi sinh. Khi độ ẩm luôn được duy trì đúng thì rễ cũng sẽ phát triển rất nhanh. Với phương pháp này, các bạn sẽ được hồi sinh những cây hoa lan rất khỏe mạnh. Với phương pháp này, các bạn sẽ được hồi sinh những cây hoa lan rất khỏe mạnh. Các bạn nên thường xuyên tưới nước để giữ ẩm, giúp cho cây nhỏ này sẽ được mau lớn hơn. Và chúng ta không được đặt cây ở những nơi có quá nhiều nắng chiếu vào. Và đây là kết quả sau 60 ngày tiếp theo. Cây đã phát triển rất tốt. Các bạn sẽ không cần phải đậy lại nữa, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cho cây này phát triển tốt hơn ở môi trường bên ngoài. Và những chiếc rễ cũng đã dài và phát triển được tốt hơn. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để chúng ta luôn có được những cây hoa lan phát triển khỏe mạnh. Mình có tạo rất nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp nhất. Khi phục hồi hoa lan, cây đã phát triển được tốt, các bạn nên thường xuyên cho cây ra ánh sáng và đừng đặt cây ở những nơi có nắng chiếu trực tiếp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.